của Hasaki. Ngày hôm nay thì Cindy sẽ mang đến cho mọi người hai sản phẩm vừa mới lên kệ tại Hasaki đến từ thương hiệu Silky Girl. Và đặc biệt là hai sản phẩm này là hai sản phẩm rất là tiện lợi, sẽ giúp cho việc make up của chị em nhanh chóng hơn, gọn gàng và hiệu quả hơn. Cùng Cindy khám phá ngay nhé. Waiting to be reassured.